Chào mừng anh chị đã đến với kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Để tiếp tục chuỗi video về các căn nhà Hà Nội có thang máy, gara, ô tô vào nhà đang được chào bán mới nhất tháng 10 năm 2021, thì ngày hôm nay em Phương xin giới thiệu với quý anh chị một căn nhà nằm tại phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa. Căn nhà của chúng ta có diện tích là 46m², được xây dựng 7 tầng, thiết kế thông sàn, rất là phù hợp với anh chị nào đang có nhu cầu mua nhà vừa ở vừa làm văn phòng công ty. Giá đang được chào bán chỉ có 9,8 tỷ thôi. Nếu anh chị đang có nhu cầu mua nhà có thang máy, gara, ô tô vào nhà quanh khu vực Đống Đa thì hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé. Còn bây giờ, em sẽ đưa anh chị đi tham quan chi tiết của căn nhà này nhé. Căn nhà nằm tại phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa mà em Phương muốn review với anh chị ngày hôm nay. Với diện tích sổ đỏ là 46m², căn nhà được xây dựng 7 tầng, có thang máy, với mặt tiền hơn 4m, rất là thoáng rộng. Đường trước nhà đây anh chị, với ô tô vào nhà thoải mái anh chị nhé. Cực kỳ là thuận tiện. Các sàn thì đều được thiết kế thông hết cho nên anh chị ở rất là thuận tiện. Khu vực Tôn Đức Thắng này thì chắc là em Phương cũng không cần phải giới thiệu quá nhiều đến quý anh chị về độ sầm uất cũng như đắt đỏ của khu vực này. Đây là khuôn viên tầng 1 của chúng ta, chỉ để gara ô tô thôi. Đấy, rất là thuận tiện. Đấy. Hiện tại thì đây chính là đồ cứu trợ của bác chủ nhà. Đấy, rất là tâm huyết. Đây, thang máy phía trong, một bên vệ sinh và cầu thang. Đấy. Đấy. Để đồ cho lên là nhìn nó hơi vướng một chút, tuy nhiên là nhà rất là rộng anh chị nhé, anh chị yên tâm. Đấy. Nào, chúng ta sẽ cùng test thử cái thang máy xem là thang máy như nào nào. Đấy. Inox rất là xịn sò. Wow. Thang máy như của khách sạn 5 sao luôn. Đấy, với thang máy Mitsu 6 người 450 kg, cực kỳ đẹp, hợp lý. Đấy, chạy êm ru. Đấy, nhà dân bình thường mà lắp thang máy Mitsu thực ra là cực kỳ hiếm anh chị ạ. Đây một phòng vệ sinh nhé. Đấy, khu vực phòng khách ở đây, hợp lý, với hệ thống điều hòa đã lắp đầy đủ hết rồi. Rèm cửa, ban công đầy đủ anh chị nhé. Từ đây đi ra mặt phố thì chỉ khoảng 200m, 200-300m thôi. Đấy, cực gần. Khu ô tô Đức Thắng mà có nhà ô tô vào nhà này thì cũng khá là hiếm anh chị ạ. Đây là sàn tầng 3. Để hòa lắp hết rồi. Các thiết bị đã được lắp đầy đủ. Thiết bị vệ sinh ly lắc anh chị nhé. Sen cây. Vách kính tắm đầy đủ. Thiết kế mỗi tầng phòng hợp lý rồi. Quý anh chị đang theo dõi video trên kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội, đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh, sau đó bấm vào nút hình quả chuông để nhận được những video mới nhất từ kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội anh chị nhé. Đặc biệt là những anh chị nào đang có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc bán đất thì cũng hãy điện thoại cho em Phương nhé. Em sẽ hỗ trợ anh chị kết nối một cách nhanh nhất. Tầng này thì thiết kế khác một chút. Đó là nhà vệ sinh. Vách kính làm toàn bộ bằng kính.
gương điện luôn. Sang, xịn, mịn. Đồ hợp lý. Gỗ nguyên tấm luôn. Đèn cầu thang cũng thiết kế rất, cực kỳ hợp lý này. Rất là nhẹ nhàng. Đấy, tầng này thì anh chủ nhà anh ấy đóng nội thất vào. Đấy. Thực ra vào nội thất thì căn nhà chúng ta nhìn sáng hơn hẳn luôn. Tất cả giường dùng bằng gỗ thịt anh chị nhé. Vách kính. Với những căn phòng nó rộng khoảng 25 mét vuông như này thì đồ vào rất là dễ. Rất dễ phối đồ vào. Còn đây là tầng 6. Khu vực phòng bếp. Wow. Đồ cực kỳ sang luôn. Có điều hòa âm trần luôn cho cả phòng này. Thế là nếu là em thì em sẽ để phòng khách lên đây luôn. Dưới kia chỉ là phòng ngủ, dưới lên trên thôi. Tầng 2, 3, 4, 5. 4 phòng ngủ. Đấy. Tầng 6 khu vực bếp và phòng khách. Sẽ hợp lý hơn rất nhiều. Căn nhà này thì sổ đỏ chính chủ sẵn sàng giao dịch luôn và hỗ trợ vay ngân hàng đến 80%. Anh chị cứ yên tâm nhé, pháp lý đầy đủ hết. Trên này còn làm thêm một nhà vệ sinh nữa này. Còn đây là khu vực phòng thờ và sân phơi. Nào, chúng ta sẽ cùng ngắm phía đằng trước nào. Đấy, như nhà bên làm hệ thống điều hòa gió. Đấy. Làm thêm một tầng nữa, cực kỳ là view. Rất là hợp lý. Đấy, khu vực đường Tôn Đức Thắng đây. Rất là gần phố Tôn Đức Thắng. Đấy. Quý anh chị đang có nhu cầu mua nhà trên khu vực Đống Đa thì hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo. Xin cảm ơn.